Mới đây, Lộc Phu Hô đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi chia sẻ bức ảnh đến viếng nữ du học sinh Việt tử vong trong thảm kịch dẫm đạp ở Itaewon. Dưới bài viết, nhiều người dành lời khen cho việc làm của nam YouTuber. Bên cạnh đó, một số dân mạng lại có những bình luận tiêu cực, cho rằng anh đang ké phêm, cố tình gây sự chú ý, không phải họ hàng, quen biết mà cũng đến viếng. Trước những ý kiến trên, Lộc Phu Hô cho rằng nhà cô gái cách nhà anh 80 km. Cô gái này cũng từng chia sẻ livestream cho Lộc Phu Hô nên vợ chồng anh muốn đến thắp nén nhang tiễn biệt. Nam YouTuber chia sẻ, hiện tài khoản YouTube của tôi 1,6 triệu người theo dõi, Facebook và fanpage đều 1 triệu lượt thích, TikTok cũng lên tích xanh, khoảng 2 triệu follow. Tôi còn cần kiếm phim từ ai sao? Về thông tin số tiền phúng viếng là 200 triệu đồng, YouTuber phủ nhận và cho biết chỉ gửi phong bì 2 triệu đồng. Anh không giàu như nhiều người nghĩ. Cách đây không lâu, Lộc Phu Hô cho biết thu nhập từ YouTube của anh không hề cao. Trong tháng 10, anh chỉ nhận được 7 triệu đồng. Để chứng minh lời nói, anh còn quay màn hình hiển thị thu nhập của mình và khẳng định mỗi tháng đều bị trừ hơn 10% thuế cùng chi phí quay video.